Tôi nói đồng bào có nghe rõ không? Hello mấy bạn, chào các anh, các chị, các em, các cô chú. Hôm nay mình có cơ hội về sớm mà cũng muốn thử làm một cái vlog đầu tay, để coi khả năng nói chuyện của mình tệ đến đâu. Hiện tại thì mình đang ở Đan Mạch, rất là may mắn vì có cơ hội được tới đây và thăm khách hàng của mình, đồng thời cũng có cơ hội được học và tiếp thu thêm nhiều kiến thức mới, kinh nghiệm để về làm việc tốt hơn. Mình tới đây và được gần 1 tháng rồi. Hôm nay là thứ sáu, chủ nhật thì mình sẽ về lại Việt Nam. Cũng rất là tiếc, muốn ở đây lâu một chút nữa để học thêm về đất nước con người ở đây thì rất là tuyệt vời, đúng như những gì người ta viết. Mình nghĩ đây không có sai khi nói đây là cái quốc gia mà hạnh phúc nhất thế giới. Trời ơi, thiệt là hạnh phúc. Hiện tại thì đang là mùa đông, chuẩn bị vào mùa đông nên ở ngoài khá là lạnh, nhiệt độ thì khoảng tầm 10 độ đổ xuống. Mình ở Sài Gòn nên không có quen cái nhiệt độ này, lạnh teo chim luôn. Nhưng mà trong nhà có hệ thống sưởi nên rất là ấm. Ở đây có một căn hộ nhỏ mà khách nào thuê cho mình ở, có hệ thống sưởi nên không có lạnh, chỉ có ra đường mới lạnh thôi. Cái này đổi cho nó phong cách chứ thực là không có lạnh tí nào, người yêu mua nên đổi cho màu mà. Mùa đông ở ngoài trời nó tối rất là sớm, thường mỗi ngày mình dậy lúc khoảng 6:30, đánh răng thay đồ mất 10 phút rồi tới xưởng, tới shop. Từ chỗ mình ở tới shop khoảng 30 cây số, sáng thì có người chở đi. Mùa đông trời tối thui à, ra khỏi nhà trời tối, lúc về nhà trời cũng tối luôn, nên khó có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời, ánh mặt trời trong tim. Sao ta? Quay trở lại chủ đề chính. Cái vlog hôm nay mình muốn nói một chủ đề khá là cũ, đó là tại sao chúng ta lại nên học tiếng Anh. Nói chúng ta thì rộng quá, nói anh em làm kỹ thuật thôi, kỹ sư hay không phải kỹ sư là người làm kỹ thuật. Không muốn nhắm đến tất cả mọi người, có những anh chị họ muốn khỏi kinh doanh, họ chẳng cần học tiếng Anh gì hết, về nhà có một cái xưởng, kiếm được đối tác khách hàng, kiếm được thị trường, rồi họ làm, họ kiếm tiền thôi, rất là nhiều tiền. Còn mình là gọi là thuần kỹ thuật, không có cái đầu óc kinh doanh, nên giống như là bán sức nuôi thân, thích làm kỹ thuật hơn. Thì hiện tại thì mình không có làm ở công ty nữa, mình nghỉ ở công ty cũng được mấy tháng rồi, cũng được 3 4 tháng rồi, thì về làm tự do, gọi là làm freelance. Thì một quyết định khó khăn khi phải từ bỏ cái công việc của mình. Hiện tại thì đa phần các bạn làm kỹ thuật thì đều làm ở cái công ty và muốn làm việc ở những công ty lớn, nhưng mà mình thì muốn tìm một cái gì đó mới mẻ hơn nên đã quyết định là từ bỏ công việc hiện tại và làm tự do. Làm tự do thì cũng làm lập trình thôi, cũng về nhà tự kiếm khách hàng, tự liên hệ, tự làm, gọi là tự cung tự cấp. Một quyết định khó khăn, nhưng cái gì bạn, các bạn cũng biết là cái gì cũng có giá của nó. Được cái này thì mất cái kia, được cái kia thì mất cái này, được cái này được cái kia. Thì mình cũng may mắn là gặp được một cái khách hàng khá là tốt, thì họ tạo điều kiện cho mình tối đa để mình có thể học học thêm,
khiến cho họ nhiều hơn. Thì cái chuyến Đan Mạch, đi Đan Mạch lần này cũng không ngoài mục đích đó, cũng học được từ họ rất là nhiều về công nghệ, rồi tác phong làm việc, ý thức, môi trường làm việc, tất cả mọi thứ. Nói chung là đúng là một môi trường làm việc phải nói là trong mơ. Mình cũng hy vọng sau này nếu có cơ hội thì mình cũng sẽ có một cái gì đó nhỏ nhỏ cho mình và xây dựng được một cái môi trường làm việc như vậy. Trở lại đi lan man quá xa rồi, bây giờ mình sẽ trở lại cái chủ đề hôm nay, đó là tại sao chúng ta lại phải chúng ta nên học tiếng Anh. Các bạn biết là mình làm clip YouTube cũng lâu rồi, khoảng mấy năm rồi, đa phần các clip là bằng tiếng Anh hết, cũng khá là clip bằng tiếng Việt. Rất nhiều bạn vào hỏi mình tại sao các bạn không có làm clip tiếng Việt, người Việt Nam mà tại sao không có chịu làm clip tiếng Việt vậy, làm clip tiếng Việt để cho anh em còn học hỏi này nọ, chứ coi clip nói tiếng Anh đéo hiểu gì hết, không hiểu gì hết. Thì cũng có rất nhiều bạn lên comment như vậy. Thì trong cái video này hôm nay mình cũng sẽ nói luôn cái lý do mà mình thích làm clip tiếng Việt. Như các bạn đã biết thì tại sao lại học phải học tiếng Anh? Cái câu hỏi này rất là xưa cũ, cũ lắm rồi. Nếu mà các bạn lên mạng gõ Google hay gì đó thì nó sẽ cho các bạn rất nhiều câu trả lời. Nhưng hôm nay mình chỉ muốn nói trong phạm vi là những anh em làm kỹ thuật thôi. Nếu như anh em muốn, mình nghĩ ý kiến riêng của mình thôi, nếu như mà anh em muốn theo đuổi cái sự nghiệp làm, theo đuổi cái sự nghiệp chuyên về kỹ thuật, sau này có thể đi rộng hơn, xa hơn, lớn sân sang mảng kinh doanh hay gì đó chẳng hạn, thì mình nghĩ là tiếng Anh rất là cần thiết. Hiện tại đối với mình nó mang lại cho mình rất nhiều cái cơ hội, mà mình nghĩ là nếu anh em muốn có được nhiều cơ hội thì mình nghĩ là cũng nên theo dõi khả năng tiếng Anh của mình. Trước đây thì mình cũng không có đam mê gì tiếng Anh, mà bây giờ cũng vậy, cũng không có đam mê gì. Hồi nhỏ khoảng năm lớp 1, lớp 2 gì đó, lộn, cấp 1, năm lớp 6 gì đó, má có cho đi học Anh văn ở trung tâm. Thì má cứ đi học thôi, chẳng có xiên, cũng chẳng có gì, mà cũng dớt dép. Hồi đó giờ thì cũng được có bằng A, không có gì hơn. Trình độ tiếng Anh hiện giờ thì cũng không có kha khẩm gì. Nhiều bạn Việt Nam nói tiếng Anh rất rất tốt, còn mình biết trình độ tiếng Anh của mình thì ở cái mức dưới này, trình độ tiếng Anh của mình ở dưới đây. Tiếng Anh của mình nói thì rất là khó nghe, nó nghe giờ là biết người châu Á nói tiếng Anh là tệ lắm. Nhưng mà dù sao thì mình nghĩ là người nước ngoài họ vẫn hiểu được. Giống như bạn nghe một người nước ngoài họ nói tiếng Việt vậy đó, họ sẽ không quan tâm lắm là bạn nói hay hay dở đâu, họ chỉ cần hiểu được bạn nói gì là họ nghĩ là bạn rất là tốt lắm rồi. Thì mình nghĩ người nước ngoài cũng vậy, khi mà họ nghe bạn nói tiếng Anh thì họ sẽ không quan tâm lắm là bạn nói hay, đúng ngữ điệu, đúng ngữ pháp hay gì đó, họ chỉ cần hiểu bạn đang muốn nói gì thôi. Như vậy là quá tuyệt vời rồi, nhất là đối với người làm kỹ thuật, chỉ cần họ hiểu là quá quá tuyệt vời rồi. Bạn có thể sử dụng tiếng bồi hay bất cứ thứ gì, không quan trọng, miễn là bạn nói và người khác hiểu bạn. Mình sẽ nói về sự khác biệt khi mà bạn biết tiếng Anh. Thứ nhất, mình nghĩ là đối với một người làm kỹ thuật thì việc biết tiếng Anh sẽ giúp cho bạn mở ra cho bạn một cái nguồn tiếp thu, một nguồn kiến thức mới vô tận và rất là bổ ích. Giả sử như bạn có cơ hội đọc một số cuốn sách viết bằng tiếng Anh, hay mình nói bất cứ một ngôn ngữ nước ngoài nào khác, không nói như tiếng Campuchia hay tiếng gì ha, một số ngôn ngữ như là tiếng Pháp hay tiếng Nga gì đó, bạn sẽ thấy là họ viết, mình nghĩ là họ viết rất là chi tiết, và họ cung cấp cho mình rất nhiều kiến thức mới.
Và khi mà mình đọc một số tài liệu kỹ thuật của Việt Nam, đơn giản như một cái cuốn sách, nếu anh em làm lập trình sẽ biết một cuốn sách rất là nổi tiếng của Peter Smith, là cuốn CNC Programming Handbook, là cuốn sổ tay lập trình CNC. Mình đã có dịp coi qua cuốn này. Đây là một cuốn sách có thể nói là gối đầu của anh em làm lập trình. Và viết là chi tiết, người ta nói là you can't go wrong with Peter Smith, có nghĩa là bạn không có thể sai được khi mà dùng tài liệu viết bởi ông Peter Smith này. Ông có rất là nhiều kinh nghiệm và viết sách rất là chi tiết. Và các bạn, khi mà các bạn mình ra nhà sách, mình cũng thấy một cái cuốn gọi là sổ tay lập trình CNC, tác giả là Trần Thế Sang hay gì đó, của một ông nào đó ở Đại học Sư phạm Kỹ thuật. Mình thấy cái bìa thì cũng giống giống y chang, cái tên ở ngoài thì Trần Thế Sang và một cái ông nào đó mình không nhớ tên. Nói chung là một cuốn sách dịch hoàn toàn, mình nghĩ là không có gì, một chút gì mới mẻ ở trong cái cuốn sách đó, mà tất cả chỉ là dịch 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 từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Và mình cũng thấy buồn là họ không có một ghi một cái chú thích hay là một cái gì gọi là tài liệu tham khảo cả, họ chỉ ghi tên họ vô đó thôi. Về nội dung thì chỉ là dịch lại. Và các bạn biết là khi mà một cuốn sách mà nó được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì cái nội dung mà nó mang đến cho các bạn thường chỉ khoảng, mình nghĩ là không tới 80% đâu, cái nội dung nó sẽ là nhiều khi họ dịch không biết họ nói gì, đọc vô cũng không hiểu họ nói gì nữa. Đó là một điểm mà khi mà bạn bạn biết tiếng Anh thì nó sẽ giúp cho bạn tiếp cận được các tài liệu kỹ thuật được viết bằng tiếng Anh. Những tài liệu này viết rất chi tiết và cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích. Ví dụ như những cuốn manual của máy CNC, catalog của nhà sản xuất dao cụ, hay những cái cuốn sách chuyên ngành rất là tuyệt vời. Và các bạn thấy là những sách Việt Nam thì đa phần họ sẽ lấy tài liệu tham khảo từ tài liệu nước ngoài. Một cái nữa, khi mà bạn biết tiếng Anh thì bạn sẽ mở ra một cơ hội rộng lớn hơn. Bạn có thể tiếp xúc với người nước ngoài, người nước ngoài có thể hiểu bạn đang nói gì. Giả sử bạn có một cái năng lực nào đó về chuyên ngành, bạn là một người kỹ sư rất là giỏi, bạn là một người lập trình viên rất là tốt, bạn có thể lập trình những chi tiết cực kỳ khó, tay nghề của bạn rất là cao, nhưng mà bạn không nói được tiếng Anh, bạn chỉ chú tâm vào kỹ thuật thôi, bạn không muốn học tiếng Anh. Ồ, cái đó khó quá, đéo hiểu gì hết, thôi làm kỹ thuật thôi, học tiếng Anh làm mẹ gì. Như vậy mình nghĩ cũng rất là thiệt thòi cho bạn, vì đa phần kỹ sư hiện tại ở Việt Nam, cái thế hệ trước và thế hệ của mình hiện tại thì tiếng Anh không tốt lắm. Mình cũng được may mắn một chút xíu là tiếng Anh mình nói thì người ta nghe được, mình cũng tạm tạm. Khi mà tiếng Anh bạn không tốt thì bạn khó có cơ hội mà bạn làm việc với người nước ngoài. Người nước ngoài sẽ muốn sẽ gọi là mình nghĩ là sẽ happy, sẽ vui hơn khi nếu mà bạn có thể nói chuyện được với ngôn ngữ của họ hoặc là tiếng Anh, vì tiếng Anh rất là phổ biến. Như mình ở Đan Mạch thì hầu như tất cả mọi người đều có thể nói được tiếng Anh và nói tiếng Anh rất tốt, như là tiếng mẹ đẻ vậy. Thì đó, khi mà bạn có cơ hội bạn nói chuyện được với người nước ngoài thì sẽ có nhiều cơ hội cho bạn hơn. Ví dụ như trong trường hợp của mình vậy, mình làm video trên YouTube, mình nói tiếng Anh của mình rất là tệ, mình thấy có người vào xem nói trời ơi, tiếng Anh gì mà kinh khủng vậy, nói tiếng Anh như con kịt. Nhưng mà một số người nước ngoài vào, mình nhận được rất nhiều cái comment, những cái bình luận tích cực từ người nước ngoài, họ hiểu mình đang nói gì và họ rất cảm ơn những cái kiến thức mà mình mang lại trên những cái video của mình. Nếu mà biết tiếng Anh, bạn có thể lên những cái trang làm việc, những cái trang làm trực tuyến, những trang freelance, và bạn có thể đăng tải hồ sơ của mình lên đó, và những cái công ty nước ngoài
muốn mở rộng cái nguồn nhân lực của họ, họ muốn tìm một cái nguồn outsource, một cái nguồn lao động phụ thêm, thì họ có thể tìm đến bạn. Khi mà bạn biết tiếng Anh thì họ sẽ tìm đến bạn và liên hệ với bạn, và bạn biết đâu mà sẽ tìm một công việc thú vị với mức lương hấp dẫn. Hiện tại thì mức lương của mình khi mà làm freelance thì cũng không có được cao lắm, nhưng mà bù lại thì mình học được rất là nhiều kiến thức bổ ích, và đó là cái điều mà mình rất là vui khi mà mình lựa chọn cái con đường mà đi làm freelance, làm tự do. Và như bạn thấy là mình có cơ hội đi đi ra một cái đi ra ngoài lãnh thổ thiên đường Việt Nam, học được nhiều cái hơn. Nhiều khi với nhiều bạn cái lương cái tiền thì nó sẽ quan trọng, nhưng mà với mình thì cái đó thì cũng quan trọng thiệt, nhưng mà những cái khác như là kiến thức bạn học được và những cái trải nghiệm nó còn tuyệt vời hơn rất rất nhiều. Tin mình đi. Như vậy nên mình sẽ kể câu chuyện của mình. Khi mà bạn biết tiếng Anh rồi thì bạn sẽ có thể lên những cái trang làm việc trực tuyến, hoặc bạn có thể như mình đây upload những cái video bằng tiếng Anh, thì tự nhiên người ta sẽ tìm đến bạn nếu họ biết được rằng bạn có tiềm năng và bạn có thể trao đổi nói chuyện với họ, thì họ sẽ tìm tới bạn và mang tới cho bạn rất nhiều cơ hội. Vậy nên quên câu chuyện của mình thì đó, mình biết một chút tiếng Anh rồi mình đăng tải hồ sơ lên thì và những cái video YouTube nữa, thì mình nhận được email của khách, của những cái khách hàng họ muốn tìm người làm việc cho họ. Thì dĩ nhiên nếu mà bạn biết tiếng Anh, bạn có thể trao đổi với họ và thỏa thuận một cái mức lương hay cái đó mà họ có thể trả. Xin lỗi, mình uống miếng cà phê nha. Đây là cà phê Đan Mạch, là cà phê nó khá là loãng chứ nó không có đặc sánh nhiều mùa bắp như ở Việt Nam, nên các bạn có thể uống một ly bự không sao. Cà phê là mình tỉnh táo hơn. Thì đó, mình nhận được những cái email từ khách hàng, họ muốn tìm người lập trình chẳng hạn, thì mình có thể làm việc cho họ. Bạn có thể làm việc ở nhà thoải mái về thời gian hơn. Nói chung khi mà làm freelance thì người ta chú trọng đến cái bạn làm bao nhiêu không quan trọng, người ta chỉ quan trọng kết quả thôi. Bạn làm nhiều thì bạn làm tốt thì họ trả tiền cho bạn, bạn làm nhiều thì bạn được nhiều. Bạn lười mà không làm thì họ trả ít, hoặc là họ say goodbye, bye bye bạn, mà họ không muốn làm với bạn nữa. Và mình thì cũng không có siêng năng gì lắm, nhưng mà cũng tạm tạm dớt dác được. Đó thì nếu mà bạn biết tiếng Anh thì sẽ tuyệt vời hơn đúng không? Đừng hỏi mình tại sao lại không làm lý tiếng Anh, mà sao không tự hỏi lại tại sao mấy bạn không học tiếng Anh đi để nghe, để học được thêm nhiều thứ hơn hả mấy bạn? Trời ơi, mình không có chảnh chệ gì đâu, không phải là mình khè tiếng Anh với ai đâu, tại vì tiếng Anh mình rất là, nếu so với nhiều bạn ở Việt Nam thì rất là tệ, nhưng nó thực sự rất được giúp ích được rất rất nhiều đó mấy bạn ơi. Để coi còn gì để trao đổi thêm không ta. Có một cái nữa là khi mà mình ở qua đây á, thì một cái là mình ngạc nhiên là những người nước ngoài ở đây họ nói ồ tại sao tiếng Anh mày tốt vậy. Là mình ngạc nhiên, mình không nghĩ là tiếng Anh mình tốt, nhưng họ nói, họ nhận xét là tiếng Anh mình tốt, thì đó là điều tuyệt vời. Vì vậy mình nghĩ là thật sự không 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 có khó cho mấy bạn để có thể học một chút tiếng Anh. Kinh nghiệm học tiếng Anh của mình thì cũng không nhiều, bạn có thể tham khảo kinh nghiệm tiếng Anh từ nhiều nguồn trên mạng. Có rất nhiều cách như là xem phim, đọc sách, hay là coi phim sét chẳng hạn. Xin lỗi, phải coi phim sét. Khi nào bạn muốn học tiếng Nhật đó, thì bạn nên coi phim sét. Mà thực ra coi phim sét thì người ta không có nói chuyện nhiều, mình cũng chắc cũng không có luyện được nhiều đâu. Các bạn có thể coi phim, coi Discovery, phim hay gì cũng được. Hoặc là một cái nguồn khác để bạn học tiếng Anh tốt hơn, đó là
ra, đừng có sợ nó, đừng có sợ những cái tài liệu tiếng Anh, cứ mở nó ra đọc, chỗ nào không hiểu tra từ điển. Tài liệu kỹ thuật người ta sẽ không có dùng nhiều các ngữ pháp cao siêu, bạn chỉ cần tra từ vựng thôi, tra từ điển, và bạn sẽ biết người ta viết cái gì. Tra từ điển để biết nghĩa từng từ rồi ráp lại với nhau, mò mò một hồi cũng ra nghĩa. Rồi các bạn cứ làm như vậy tới khi nào các bạn quen đi, rồi các bạn sẽ thấy ô, từ này mình nhớ nè, mình hiểu từ này nghĩa là cái gì. Mình hy vọng là sau này mình cũng sẽ làm vài cái video clip nhỏ nhỏ để giống như là học tiếng Anh thưởng thức bằng những cái chủ đề nhỏ liên quan đến kỹ thuật, hoặc là đi sâu hơn là cái vấn cái chuyên ngành mà mình đang theo đuổi, đó là CNC programming, lập trình CNC ha. Ở ngoài kia thì cao thủ rất là nhiều, nhưng mà mình muốn làm một cái gì đó khác biệt, một cái gì đó riêng biệt mà khi các bạn nghe thấy Gen the Tune các bạn biết là mình. Một CNC program mà không có cao thủ lắm nhưng mà bựa. Mình để coi còn gì các bạn có thể chia sẻ các bạn không ta. Nếu mà các bạn muốn làm cái gì đó mới thì cứ mạnh dạn học tiếng Anh đi, quăng một cái hồ sơ lên trên mạng, kiếm những cái trang freelance như là Guru, Freelancer hay là Upwork chẳng hạn, đăng hồ sơ của mình lên đó, hoặc làm vài những cái YouTube, clip YouTube để chứng tỏ khả năng của bạn đi. Người ta sẽ tìm đến bạn nếu người ta thấy thằng này làm được nhiều cái hay quá đó, người ta sẽ kiếm đến bạn. Mình tin là nếu mà các bạn chịu học, chịu đầu tư, các bạn đừng học tiếng Anh giống như kiểu là cái gì đó hay nghĩa vụ. Các bạn phải làm sao để cảm thấy là wow, học tiếng Anh hay quá ta, má học tiếng Anh xong mà biết được nhiều cái hay quá, mà tự nhiên kiếm được tiền đó. Khi mà các bạn kiếm được tiền những cái gì bạn học thì các bạn sẽ có hứng thú hơn, đúng không? Thôi bây giờ cũng nói cũng hơi dài dòng rồi. Mình hy vọng sẽ được trở lại các bạn vào một cái video khác, một chủ đề khác. Mình sẽ có một vài clip về những cái từ tiếng Anh thông dụng trong kỹ thuật mà các bạn có thể rất hay gặp. Sẽ có một cái vài ví dụ minh họa để các bạn cảm thấy hứng thú hơn trong việc học. Hãy nhớ nha các bạn, đừng học tiếng Anh vì nghĩa vụ mà hãy coi được một niềm đam mê giống như là đam mê tủ sách vậy đó. Mình không có đam mê tủ, mình chỉ có đam mê sắc đẹp thôi. Hy vọng là cái video này sẽ giúp ích được cho các bạn, cho các bạn nhiều động lực hơn để học tiếng Anh, và mình hy vọng là các bạn hiểu được cái tầm quan trọng khi mà bạn học tiếng Anh. Nếu tiếng Anh của bạn tốt, chắc chắn bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn, và những cơ hội lớn, bạn không biết điều gì đang chờ các bạn đâu. Hãy thử đi nhé. Thôi giờ mình phải off rồi. Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ tên mình nha, mình là Gian The Tool chứ không phải Gian Thế Tool hay là gì nha mấy bạn. Có mấy bạn lên email cho mình hỏi anh Gian Thế Tool, mình không biết Gian Thế Tool là gì hết. Ok, see you later.